Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đang đến với kênh tin tức sau Việt. Và ngay sau đây là bản tin: vợ hot girl sắp cưới của Tiến Dũng The Man là ai? Từng yêu không ít người đẹp đình đám showbiz, mỹ nam của The Man Tiến Dũng bất ngờ tuyên bố sắp kết hôn với bạn gái hot girl kém mình 10 tuổi. Vậy cô gái này là ai? Được biết, bạn gái hiện tại của Tiến Dũng The Man là Hồ Võ Trang Linh, sinh năm 1994. Trang Linh hiện đang kinh doanh salon làm đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa khai trương vào khoảng tháng 10 năm ngoái. Không chỉ tài năng tự lập, Trang Linh còn khá nổi tiếng tại Sài Gòn nhờ nhan sắc xinh đẹp tự nhiên của mình. Trước đây, Trang Linh từng có thời trang làm người mẫu nội y. Những ngày đầu yêu Tiến Dũng, bạn gái anh chịu khá nhiều áp lực từ phía gia đình và bạn bè, bởi cho rằng nam ca sĩ của nhóm nhạc The Man Đào Hoa không chung thủy. Sau một thời gian dài thuyết phục, chuyện tình cảm hai người đã được mọi người xung quanh chấp nhận và cặp đôi đang chuẩn bị cho một đám cưới tưng bừng sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Trang Linh sở hữu gương mặt cũng như body không hề thua kém bất cứ cô nàng hot girl đình đám nào. Nhan sắc của bạn gái kém 10 tuổi khiến Tiến Dũng chết mê chết mệt. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!